Cô nhà em coi tivi á, thì lần đầu tiên em gặp, ủa sao nhỏ này nhìn nó nhỏ nhỏ mà dễ thương, là em để ý từ lúc đó. Thì cái khoảng thời gian đó là ảnh quen bạn gái khác, ảnh không có quen em, ảnh quen bạn gái khác. Và trong khoảng thời gian đó là ảnh có giới thiệu em cho một người bạn thân của ảnh. Lúc đó là mình cũng lo sợ là bà xã của em bây giờ không chấp nhận nữa cơ, Lúc đó thôi, cứ làm liều. Lúc nào em chịu đựng không nổi không? Dạ cũng có. Và cái cách giải quyết là như thế nào? Cảm giác là chịu đựng không nổi thôi. Em chịu đựng như vậy trong khoảng thời gian bao lâu? Tới về 3 năm nữa là thành ra 10 năm rồi. Một thập kỷ chịu đựng đó. Dạ. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nè. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến MC Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Từ Anh, năm nay em 37 tuổi, em đến từ Bình Dương. Và công việc hiện tại của em đang là chuyên gia tư vấn gỡ rối và chữa lành tình yêu, hôn nhân và gia đình ạ. Ôi ôi. Wow. Nói nghe nè, 37 tuổi tôi dòm giống như 27 tuổi vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó, ông xã của Từ Anh. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, tên đầy đủ của em là Hoàng Tiến Thọ. Em năm nay 38 tuổi ạ. Nghề nghiệp chính của em là chuyên về bất động sản ạ. Hai chuyên gia tư vấn, bên này tư vấn bất động sản, bên này tư vấn tâm lý. Vậy làm sao mà trong giữa hàng vạn người mà các em lại gặp nhau? Vợ chồng em quen nhau rất là thân và rất là lâu, học chung với nhau từ lớp 6 cho tới tại thời điểm bây giờ. Vậy là mối tình cũng gần như thanh mai trúc mã rồi. Em có nhớ cái ấn tượng đầu tiên khi mà em gặp cái cô bạn học sinh này nó như thế nào không? Dạ, cái ấn tượng mà đầu tiên á là hồi đó tụi em còn nhỏ lắm. Cái thời mà còn xem mà chương trình bằng tivi mà màn hình trắng đen á. Mà hồi đó là nhà em có tivi. Cái bà xã của em á là ở xóm khác qua chơi, vô nhà em coi tivi á. Thì lần đầu tiên em gặp, ủa sao nhỏ này nhìn nó nhỏ nhỏ mà dễ thương. là em để ý từ lúc đó. Trong khoảng thời gian từ lớp 6, lớp 7, lớp 8 lớp 6, lớp 7 tụi em chưa có học chung. Sang lớp 8 thì tụi em mới học chung lớp với nhau. Thì tụi em chơi chung với nhau một nhóm luôn. Thì cái khoảng thời gian đó là ảnh quen bạn gái khác. Ảnh không có quen em, ảnh quen bạn gái khác. Thì sau khi mà ảnh chia tay cái bạn đó rồi thì ảnh bắt đầu lớp 12 là ảnh mới theo đuổi em. Và trong khoảng thời gian đó là ảnh có giới thiệu em cho một người bạn thân của ảnh. Ừ. Có dính không? Dạ không, không dính. Dạ. Ủa mà sao giới thiệu cái người mà mình thích cho bạn mình vậy? Dạ tại vì bạn thân của em hồi đó lại thích bà xã em bây giờ. Mình chơi thân với cả bạn mình với lại bà xã. Thì em giới thiệu thôi, nhưng mà không biết sao lại không được. Em chọn cái giải pháp để mà em tỏ tình với cô nàng này là bằng cách nào? Bữa đó là tới năm thứ hai học đại học, mà hồi đó tụi em học cách xa nhau lắm. Em thì học dưới Sài Gòn, còn bà xã em học trên Đà Lạt. Hồi đó là em học theo theo diện mà cử tuyển á, là học có lương. Thì bữa đó là tiết kiệm được mấy tháng lương mà đi học vậy đó, mua một cái nhẫn vàng nhỏ nhỏ này. Thì em tỏ tình, mà lúc đó là mình cũng lo sợ là bà xã của em bây giờ không chấp nhận nữa cơ, lúc đó thôi, cứ làm liều. Là may sao lại chấp nhận. Ủa nhưng mà cái đó là nếu có nhẫn là cầu hôn rồi chứ. Em nhận là tại vì cái nhẫn hay là tại vì là thấy tội nghiệp bạn này? Dạ thật ra là anh này anh cũng rất là kiên trì theo đuổi em từ hồi học lớp 12, là hai đứa là học chung lớp với nhau. Hồi đó bạn hay viết thư cho em, viết thư qua lại. Rồi khi mà em đi lên trên trường đại học ấy, thì em học năm nhất, em học năm 2, thì ảnh cứ là hay đi lên tới trên Đà Lạt thăm em, đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt thăm em mà đi 300 cây số. Và trong khoảng thời gian đó thì cũng có những lúc là cũng thuận, cũng có những lúc là không thuận. Rồi ở xa nhau á, em hay nhõng nhẽo này, em hay đòi hỏi, em hay mong cầu là phải gặp gỡ, rồi phải nhắn tin, rồi phải gọi điện, nhưng mà ảnh không có làm cái điều đó. Sau thì em hay giận hờn á, thì cứ mỗi lần em giận hờn một cái là lúc 7 giờ tối mà nhắn tin không trả lời ha, giận hờn một cái là cái 5 giờ sáng ngày hôm sau là thấy gõ cửa phòng trọ là thấy xuất hiện trước mặt. Và ảnh rất là kiên trì luôn, và ảnh rất là kham nhẫn luôn, và ảnh rất là chiều em. Thật ra thì là em cũng rất là ưng ảnh rồi. Sau đó thì mình cũng phải thử xem như thế nào. Rồi mãi về sau mà khi mà em có dịp em đi về Sài Gòn này em chơi, thì hôm đó là ảnh tỏ tình em là ở dưới chỗ công viên cầu Sài Gòn ở quận 2. Rồi yêu nhau rồi ảnh còn chiều mình nữa hay không? Rồi còn có những cái gì tức là cái kỷ niệm về yêu xa đó. Rồi có chia tay chia chân gì không? Đó. Có rất là nhiều những cái mâu thuẫn luôn. Khi mà giận nhau quá nhiều á thì lên tới đó là em không có gặp luôn. Hồi đó cũng không có điện thoại, không biết tìm ai hết á. Sau đó đi ra ngoài bờ hồ Xuân Hương á, ngồi ở đó.
chờ chuyến xe tiếp theo của Thành Bưởi để về lại Sài Gòn. Trời, tôi tưởng đâu ra hồi xuống hơn định nhảy xuống dưới chứ. Sau đó thì ảnh, cái này ảnh kể lại với em thì em mới biết thôi. Đó là ảnh nói là bữa đó ảnh ở ngoài bờ hồ Xuân Hương, ảnh chờ ngồi ngoài đó co ro, xong rồi có một người họ đi làm về hay là họ đi đâu về, cái họ tới họ hỏi và họ đưa về nhà ngủ. Mà ảnh nói bây giờ ảnh nghĩ là ảnh thấy sợ, hồi đó đâu biết ai với ai đâu mà đi về nhà người ta ngủ, rồi sáng dậy là ảnh để lại tờ giấy và ảnh đi ra khỏi nhà người ta, ảnh không gặp người ta luôn. Và bây giờ ảnh còn muốn quay về để đền ơn, nhưng làm sao để biết được người đó là ai mà đền ơn. Có khi nào mà đó không phải người luôn không? Em rợn da gà. Có bao giờ mà em suy nghĩ là ý bữa đó nhưng không phải người hay gì đó? Không sao đâu, dạ. Sau chương trình này rồi có thể là có cái người đó, họ sẽ coi. Một phần nữa là người Đà Lạt thật ra là họ rất là tốt bụng, như rất là hiếu khách. Dạ. Anh nghĩ là sau chương trình này phát lên, biết đâu chừng cái người hôm đó gặp em, đưa em về nhà, nhiều khi sẽ coi chương trình này. Dạ. Biết đâu chừng sẽ liên hệ với em mà sao. Dạ. Đúng không? Rồi sau đó là bao nhiêu lâu thì mới cưới nè? Dạ sau đó thì tụi em vẫn đi học, rồi tốt nghiệp đại học ra trường. Rồi ảnh thì đi về trên quê làm, còn em thì làm về tới Bình Dương làm luôn ạ. Sau đó thì ảnh làm ở trên quê á, thì ảnh thấy rằng là cái môi trường công việc á không có phù hợp. Ảnh mới bàn với em là ảnh dọn về Bình Dương làm với em, lúc đó chưa có cưới đâu. Thôi ảnh quyết định là ảnh về Bình Dương ở với em cho gần em á. Thì lúc đó em mới cưới, tại vì ảnh dọn về dưới này ở gần em thì ảnh đòi ở chung nhà với em. Thì em nói là vậy thì phải hợp thức hóa để ở chung nhà. Vậy thì phải hợp thức hóa để ở chung nhà. Vậy là tụi em đi làm đám cưới. Nhưng mà em có gặp những cái biến cố gì trước khi cưới không? Dạ biến cố đối với em mà lớn nhất á, chắc là em khi mà năm em học năm 3 đại học á, thì em biết tin là em bị bệnh lupus ban đỏ. Và hiện tại thì em vẫn đang mang trong người em cái căn bệnh đó. Nhưng mà em sống hòa bình và hòa thuận với nó, hai bên hợp tác và cùng có lợi. Thế nên em rất là khỏe mạnh cho tới tại thời điểm bây giờ. Và sau khi kết hôn xong thì em cũng chăm sóc cơ thể em, có những cái chế độ ăn uống và điều trị á, rất là phù hợp. Và em có sinh được một bé gái rất là khỏe. Và năm nay được 8 tuổi. Và bé chúc mừng nha. Chúc mừng em nha. Vậy là quá hay luôn á. Khi mà biết vợ bị cái căn bệnh đó rồi, em có bị e ngại không? Lúc nào em lấn cấn mà nghĩ là thôi hay là không có đám cưới nữa không? Dạ, thật ra lúc đó là tụi em yêu nhau rồi. Thì em không, tức là em không có quan tâm đến cái căn bệnh của bà xã em. Thì với lại em cũng có đi gặp bác sĩ mỗi lần đưa bà xã đi khám bệnh á, thì bác sĩ cũng tư vấn là như thế. Thôi bây giờ mình yêu phải cưới thôi. Dạ, mình yêu nhau thì mình cứ sống với nhau thôi, chứ cứ cưới rồi sống bình thường, vui vẻ. Rồi sau khi cưới về chắc có lẽ là cái tình yêu của các em nó rất là lớn, cho nên chắc là sẽ không có những cái sóng gió, không có những cái trắc trở gì hả? Dạ có chứ ạ. Tại vì khi mà em học về chữa lành tâm lý, tình yêu hôn nhân và gia đình á, thì bắt đầu em mới hiểu ra rằng là vì sao em lại là một người vợ mà sử dụng gọi là một sát thủ ngôn từ á. Em có thể nói lời dễ thương và thân thiện với tất cả những người trong môi trường em sống, nhưng mà em không hiểu vì sao em về nhà em lại có thể trở thành một sát thủ ngôn từ đối với người bạn đời của em. Bởi vì em hiểu rằng là chỉ có ảnh mới chứa đựng em thôi, chỉ có ảnh mới bao dung cho em thôi. Nên là những cái gì mà khó khăn ở bên ngoài hay là những cái cảm xúc mà em không giải tỏa được ở bên ngoài, em thường có xu hướng là đem về và em đổ lên người ảnh. Gọi là đem rác ở ngoài về đổ lên đầu của chồng á. Đem rác về nhà đó. Đem rác về nhà đó. Dạ, tụi em đã sống những cái năm tháng rất là chịu đựng nhau như thế. Và nói thật ra thì là ảnh chịu đựng em thôi. Còn em thì mặc dù là người được đổ rác nhưng mà em cũng không thấy vui và hạnh phúc. Và chính vì cái điều đó thì em mới có đủ nhân duyên, em mới gặp được chuyên gia tâm lý Tuệ An ấy. Thì bắt đầu mới là một cái hành trình chuyển hóa cho bản thân em. Và em mới tìm hiểu để quay về với chính bản thân mình, rằng là em đã bị tổn thương từ sâu bên trong em. Em không hiểu được chính bản thân em. Và em có một cái niềm tin sai lệch về hôn nhân, rằng là em lấy chồng là em phải sướng. Không ai lấy chồng khổ cả. Lấy chồng khổ là em không lấy. Một khi em đã quyết định lấy chồng là em phải sướng thì em mới lấy chồng. Nên thành ra chồng em rất là khổ và chồng em phải sống trong một cái cuộc sống như vậy, chịu đựng như vậy, và hai đứa chẳng hạnh phúc gì đâu. Cái lúc đó, cái thời điểm đó em như thế nào? Thì thật ra lúc đó là cái thời điểm đó thì cái cảm xúc của em là em không chế được. Tức là bà xã thì hơi khó khăn chút, thì mình cứ bình tĩnh đi, mình cứ từ từ thôi. Xong rồi qua cái giai đoạn đấy, qua cái thời gian đấy thì lại hai vợ chồng lại vui vẻ, lại bình thường. Tại vì lúc nào em chịu đựng không nổi không? Dạ cũng có. Và cái cách giải quyết là như thế nào? Cảm giác là chịu đựng không nổi thôi.
Thì lúc đó mình em á, hồi đó là em tránh mặt khoảng 5-10 phút hay là lâu thì 30 phút. Tại vì lúc đó công việc của em là không thể đi xa được hoặc đi lâu được. Và em chịu đựng như vậy trong khoảng thời gian bao lâu? Mấy năm? Dạ cũng khá lâu ạ. Từ lúc cưới là đầu 2013 tới 2020. Tới khi sinh con á là bắt đầu cái sự tập trung mấy của năm? Hai vợ chồng á 3 năm. Tính ra là cưới là 3 năm nhưng mà từ lúc yêu là đã phải chịu đựng như vậy rồi. Thì yêu là yêu từ lớp 12 đến khi cưới đã là 5 năm rồi, 7 năm rồi. Cưới về 3 năm nữa là thành ra 10 năm rồi. Một thập kỷ chịu đựng đó. Dạ. Rồi em có lần nào em chịu không nổi và em đòi chia tay không? Đòi ly dị không? Nhiều lúc thì có nói thôi bây giờ không được thì hai vợ chồng ly dị đi. Xong rồi bà xã em thì lúc đó lại anh viết đơn rồi đi nộp đi. Anh viết đơn rồi đi nộp đi. Ai thích ly dị thì người đó viết đơn và đi nộp. Em không muốn. Dạ thật ra là em rất là khôn. Có nghĩa là khi mà đã đến hồi gây cấn rồi á là em lại đi xin lỗi. Xong rồi thì cứ xin lỗi xong lại làm huề, xin lỗi xong lại làm huề. Xong đến một lúc nào đó mà ảnh cảm thấy rằng là ảnh hết chịu đựng nổi rồi, ảnh nói là em có xin lỗi tỷ lần thì em cũng y chang như vậy. Có nghĩa là cứ lặp đi lặp lại liên tục trong những cái năm tháng đó. Và cho đến một hôm ảnh hết năn nỉ luôn, ảnh cũng không làm gì luôn, ảnh quyết định luôn. Sau đó thì em cũng rất là giận nhưng mà không có nói đến cái việc là viết đơn. Cái em mới bỏ đi sang một nhà của một chị khác. Thì em sang nhà chị đó thì đúng là cái chị đó vừa mới ly hôn chồng xong. Thì em mới thấy chị đó là một mình mà phải nuôi hai đứa con, phải đưa đón một đứa học tiểu học, một đứa học mầm non. Sao em nói chứ, ôi sao khổ quá vậy. Mình đang có chồng mà chồng mình thương mình, chồng mình yêu mình như vậy, mà tại sao mình lại gây hấn với ảnh chỉ vì những cái chuyện không đâu không đâu á. Và từ đó về sau thì em ngộ ra. Dạ, em ngộ ra. Rồi bây giờ, còn bây giờ thì sao? Em nói đi, bây giờ sau khi vợ em chữa lành rồi, vợ em trở thành chuyên gia tâm lý rồi, thì bây giờ cuộc sống của em như thế nào? Dạ, bây giờ vợ em dễ thương lắm, rất là tuyệt vời. Tức là bây giờ như hai vợ chồng em á, em muốn làm cái gì hoặc là quyết định cái gì á thì thôi anh muốn làm gì anh cứ làm đi. Tức là bây giờ em đang có cái cuộc sống rất là tuyệt vời. Tuyệt vời đúng không? Dạ. Thôi. Như vậy thì bây giờ mình thôi cái vụ kia đi. Chắc lẽ là bây giờ gia đình hạnh phúc quá rồi chị ạ. Chắc đâu có còn. Đâu còn cái tật xấu gì đâu đúng không? Đúng không? Dạ con. Dạ con. Cứ xin ở trong này chút đi. Rồi. Dạ. Bây giờ thay đổi hết rồi, giờ còn tật xấu gì nữa? Bây giờ thì còn một cái về nhà là cứ thấy thiếu này kêu. Thiếu cái này đúng không? Là cứ mua giống y xì hồi đó, cứ mua mà mua về không xài luôn, để ăn đống vậy đó. Mua online đúng không? Có mấy mặt hàng mà chưa xài mà để nguyên trang. Dạ. Còn nguyên siêu nguyên kiện không? Còn ạ. À, cái máy làm kem. Còn nói chung là mua online dễ bị vậy lắm. Hiện tại thì em thấy là bà xã em là còn cái tính xấu đó thôi. Cho em mong muốn đi. Em mong muốn giờ em thay đổi điều gì? Thật ra là cái bà xã của em là rất hoàn hảo rồi. Đối với em là như vậy là quá hoàn hảo rồi. Em rất là vui từ lúc mà bà xã thay đổi được như vậy. Nên là bây giờ em cũng không biết mong muốn sao nữa. Đối với em vậy là được à? Đối với em vậy là được à? Rồi, dạ thôi. Tới okay. Em đó. Ừ. Dạ. Chắc là em phải nhắc ảnh. Tại vì lâu lâu á thì bởi vì tâm lý cảm xúc của mình á, nó sẽ không bền vững. Không phải lúc nào mình cũng giữ được cái cảm xúc là yêu thương hòa ái với nhau. Thì lâu lâu em cũng hay cộc tính hoặc là em cũng sân lên. Thì bắt đầu ảnh sẽ nói với em thế này. Gì? Nhà tâm lý á hả? Chuyên gia tâm lý á hả? Là ảnh hay bóc mẽ em như vậy. Đó, là ảnh đang không hài lòng với cái việc là em vẫn còn sót lại chút xíu đúng gì của người vì mình là con người mà mình là con người mà. Vậy nhưng nên mà là những cái cú mà bóc mẽ đó của ổng có phải là cái tật xấu của ổng không? Cũng là tật xấu luôn đó. Thì em thấy em rất là may mắn khi mà được ảnh nhắc em. Bởi vì sẽ là một người thầy nhắc cho mình biết rằng là mình vẫn còn cái điều đó cần phải tu tập và sửa chữa. Rồi thì tiếp là cái gì nữa? Theo em ảnh còn cái tật xấu gì cần phải thay đổi? Anh chồng em thì ảnh có cái tật đó là ảnh suốt ngày ảnh cứ gắn cái tai nghe Bluetooth vào trong cái tai á. Để ảnh nghe truyện, nghe phim, nghe đám banh gì, những cái đam mê của ảnh á, giải trí á. Thì có những lúc thì em nói chuyện thì ảnh không có nghe, xong ảnh cứ hả? Rất là to. Xong rồi cái em cũng không vui vì cái điều đó. Thì em chỉ muốn ảnh là bớt nghe lại. Những cái lúc nào mà dành thời gian cho gia đình, ví dụ như trên bàn ăn thì ảnh bỏ cái tai nghe ra. Hoặc là trong lúc ảnh đi ngủ thì ảnh cũng bỏ cái tai nghe ra. Thứ nhất là để bảo vệ sức khỏe cho mình. Thứ hai nữa đó là dành thời gian trọn vẹn cho nhau. Ok, cái đó đúng. Dạ, cả tâm hồn lẫn thể xác. Dạ. Với lại ảnh thì hay ngủ mà hay ngáy á, nhưng mà ảnh rất là dễ thương thôi. Cái đó là tật thôi nhưng mà. Ôi, cái ngáy đó không có cho vào tật xấu được. Không được. Cái đó là bệnh lý rồi. Dạ. Tôi ngáy dữ vậy. Nhưng mà ảnh dễ thương lắm. Mỗi lần mà ảnh ngáy, các em nhắc ảnh là ảnh ngóc đầu dậy anh nói chứ. Ồ anh ngáy hả? Anh xin lỗi em nha. Ồ anh ngáy hả? Anh xin lỗi em nha. Trời, nên ảnh rất là dễ thương. Tội nghiệp nhỏ vậy. Còn tật nào nữa không? Thôi đừng có vui hoài à. Bây giờ mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ.
Em thì chồng em thật ra là đã rất là tốt từ xưa đến giờ rồi. Chỉ là có một giai đoạn em bị lạc lối và em bị vô minh, nên em không nhận diện được những cái gì mà em đang sở hữu, em đang có và em đang em không biết trân trọng. Nên là em có cái xu hướng là làm cho gia đình không khí bị ngột ngạt. Và ảnh là phải là người chịu đựng rất là nhiều. Nên em chỉ không có mong muốn gì khác. Do là ảnh đã xây dựng gia đình và đã cống hiến hết toàn thời gian cũng như là tuổi xuân và sức lực. Đúng rồi, cái tuổi xuân và sức lực cho em rồi. Đến tại thời điểm bây giờ thì ảnh vẫn đang tìm kiếm ước mơ, đam mê để mà cho sự nghiệp của mình. Thì em chỉ mong muốn anh ấy rằng là anh ấy tập trung vào chính bản thân mình để tìm ra được những cái ước mơ, những cái đam mê của sự nghiệp ảnh, và ảnh có thể đi được một con đường mà ảnh cảm thấy thanh thang, anh cảm thấy hạnh phúc cho chính cuộc đời của ảnh là được. Anh lo cho bản thân anh xíu đi anh. Thôi giờ đối với cái cặp này thì mình không cần phải nhà tâm lý mà. Đúng rồi. Và cái quan trọng là bé nó đã nhận thức và đã thay đổi rồi. Họ đã nhận diện được cái cục diện của cuộc hôn nhân của mình rồi. Bây giờ chỉ còn là cầu chúc cho cuộc sống nó càng ngày càng tốt hơn. Đúng rồi. Công việc của em nó sẽ phát triển hơn. Đúng rồi. Và chúc cho em nghe công việc sẽ phát triển hơn nữa. Dạ. Và lan tỏa những cái thông điệp tích cực không chỉ cho những người thân yêu mình mà cho tất cả mọi người, đặc biệt là các học viên của em và những người cần em nghe. Ý khoan, cô dâu hình như là lâm lấp đúng không? Đúng rồi chị, có em bé rồi, bốn tháng. À, 4 tháng rồi. Dạ. Vì chị thấy cái bụng nó rất là nhô nhô dễ thương. À, phụ nữ nhạy cảm quá, nhìn là biết liền. Và cô dâu mình dây. Dạ. Và hồi nãy không biết chú rể khi mà ra đây là nghe khán giả coi như là cổ vũ nhiệt tình như vậy là có hết lo sợ. Cũng hơi run. Bây giờ còn run không? Nhưng mà giờ chắc cũng từ từ cũng bớt. Từ cũng bớt, cho cái cho dứt luôn đi. Rồi, hãy giới thiệu về mình. Xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình. Chào MC, rất là dễ thương. Mình tên là Trương Long, 36 tuổi. Mình là kỹ sư công nghệ thông tin. Và đây là gấu mình. Tại sao các ông chồng lại hay gọi vợ mình bằng gấu ta? Tại vì lúc trước khi quen thì hiền lắm, mà khi cưới về thì bắt đầu mới trổ tính ra rất là dữ, nên mình thường gọi là gấu. Gấu. Dạ. Chút nữa mình sẽ coi cô dâu gấu như thế nào. Đó. Đó là rồi, mời em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Phương Duyên. Hiện em đang phụ trách marketing cho một công ty. Em năm nay 28 tuổi. Rồi, hai bạn quen nhau trong một cái trường hợp nào, một cái cơ duyên nào? Xưa lên thành phố học, ở chung phòng với nè. Con nàng này cũng bình thường thôi. Chung nhà với nàng này bình thường thôi. Nhưng mà sao mình thấy nàng này siêng năng. Chiều tối về thì nàng này thường đem đồ ăn xuống hầm. Với lại nàng ăn mặc rất bình dị, giản dị lắm, chứ không có xe xua gì hết. Mình để ý từ đó. Nói tóm lại là hình dung nha. Hình dung câu chuyện nè. Ở chung một cái nhà có trọ. Nhiều người thuê. Gọi là nhà trọ. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi bạn này là tạo ấn tượng cho bạn này là do bạn này rất là giản dị và hay đi hâm đồ ăn. Dạ. Thích nấu nướng. Dạ. Là kết liền đúng không? Dạ. Rồi ngược lại, bạn này có biết là bạn này để ý mình không? Dạ, tại vì lúc đó cũng có nhiều người để ý em lắm. Thành ra anh này cũng là một trong số đó. Lúc đó cái tư tưởng của em nó ngây thơ lắm. Tại vì hồi xưa tới giờ em chơi với bạn nam thân cỡ nào luôn á, nhưng mà em không bao giờ lên xe cho nó chở. Dạ. Hay là chơi trò chơi tập thể cỡ nào luôn, không bao giờ nóng tay, dù rất là thân. Còn anh này anh cứ sắp khác vô không à. Rồi cái xong ảnh tự động đi lại nắm tay rồi này kia nữa. Tấn công liền, mình thấy là thôi là mình phải tấn công liền anh, để không mất thời cơ sao không rồi theo đuổi mà. Tự nhiên đi lại nắm tay. Cái em lúc đó em suy nghĩ, em nói trời, vậy là mất hết rồi, mất hết nắm tay thôi mà coi như mất hết. Tại vì nào chưa có ít giao tiếp, ít có quan hệ xã hội nên cái tư duy nó khác hay khác thường một chút. Dạ. Rồi sao cái nắm tay đó thì nắm tay nàng giận dữ buông lấy ra thì em nắm chặt liền. Hung luôn. Em tấn công hung luôn. Hung luôn. Trời ơi, rồi lúc đó làm sao? Trời ơi, khóc quá trời luôn. Em nói là coi như là công tình bao nhiêu năm nay gìn giữ giờ mất hết rồi. Bởi vì ngay lúc đó em thích không? Dạ không, lúc đó em cảm thấy là đất trời sụp đổ. Tại vì lúc đó em không nghĩ anh này là người yêu của em hay là bạn trai gì đâu. Em chỉ nghĩ là cái đó là phải dành cho cái người chồng mình sau này hay là gì đó. Tại vì cái lúc đó cái tư tưởng của mình là cái điều đó là thiêng liêng lắm. Đó. Tự nhiên bây giờ là cướp mất của mình luôn. Rồi bây giờ sau đó là bắt đầu là quen nhau. Dạ. Đúng không? Rồi đi chơi với nhau. Mình tấn công liền, chứ mình ngồi nói không thì đi đâu nữa, không có gì hấp dẫn đâu. Bởi vì chị mới đang hỏi đây nè, tức là đi chơi lần rồi ngoài cái chuyện nắm tay hôn rồi còn làm gì tới nữa không? Dạ không, dạ không. 9 năm 10 tháng. 9 năm 10 tháng là chỉ nắm tay hôn vậy. Nắm tay hôn nhau. Vô cà phê sân vườn. Chị rất là thắc mắc, 9 năm 10 tháng. Dạ. Mà tụi em chỉ có nắm tay với hôn thôi. Chắc chắn không? Dạ. Như vậy là cái đêm tân hôn nó chắc vui lắm á. Dạ. Đêm tân hôn đâu biết gì đâu chị. Mà đêm tân hôn cô không có nữa. Đêm tân hôn hai đứa chỉ lo đếm tiền thôi. Sáng nay gặp nhiều cặp vợ chồng còn đếm tiền không ta? Vậy là
sau đêm tân hôn rồi dính bầu luôn. Dạ đúng rồi chị, mà giờ cũng còn đang rất là buồn, tại vì sau 9 năm 10 tháng thì mình sẽ có một thời gian hưởng thụ ha. Bây giờ vừa mới cưới nhau xong thì tự nhiên có em bé. Là coi nghỉ hưởng thụ luôn. Dạ. Lại, em nói nghe là hai bạn đã quen nhau là 9 năm 10 tháng. Dạ. Nghĩa là một cái quá trình phải nói là dài chứ không, dạ, không ngắn. Vậy thì sau khi cưới về rồi nó có khó khăn gì không? Khó cho anh, nóng nảy. Nhỏ xíu con gì mà nóng nảy. Em sợ nhất là khi mà em đi nhậu mà không nói trước, đi nhậu về cái em xỉn em ngủ kêu vậy. Trời ơi, mà lúc đó là đang xỉn trong người. Xỉn mà kêu vậy anh cảm giác khó chịu lắm. Em không có ngủ được, cảm thấy uất ức lắm. Thành ra cứ phải lôi đầu vậy. Kêu ảnh dậy xong mà ảnh hơi tỉnh tỉnh rồi thì ngưng, nhưng mà thấy ảnh ngủ tiếp thì kêu dậy tiếp. Trời ơi, cảm giác hành hạ gì? Hành hạ đứa hành quá. Thấy không? Bây giờ anh hỏi thiệt nha. Dạ. Hai vợ chồng quen nhau dài như vậy rồi đến lúc cưới nhau như vậy. Dạ. Thì chồng em trong khi cưới về rồi có cái sự thay đổi gì? Ảnh sinh ra cái tập lười. Ví dụ như ở nhà ảnh lau nhà, ảnh rửa chén, ảnh nấu cơm, ảnh giặt đồ, ảnh nấu ăn. Nhưng mà vấn đề là em nghĩ là như vậy là nó không có đủ. Không có nghĩa phê, là ảnh dẫn. Ảnh ví dụ như ảnh phải dẫn em đi uống cà phê ha, ảnh dẫn em đi coi phim hay là ảnh dẫn em đi chơi gì nữa. Còn có nghĩa là bây giờ em ví dụ em muốn đi uống cà phê thì em phải nói ảnh, à anh ơi dẫn em đi uống cà phê, quán em tự chọn, ảnh chỉ việc chở em tới. Em muốn đi coi phim em tự lên là phim nào luôn, tự coi là giờ nào luôn, ảnh chở em tới. Nói chung là mọi thứ em sắp xếp hết, em chả có gì bất ngờ hay chả có gì hồi hộp. Em cảm thấy chán chán mà nói trao đổi ảnh rất là nhiều lần. Mà ảnh cứ tới nhà nói với em nhàm cái gì mà nhàm, em đút đút hả, có tiền để ăn giống như anh luôn. Cứ tự tin về mình thôi. Dạ. Anh nghĩ sao mà vừa làm mệt mà vừa nấu cơm vừa giặt đồ nữa, anh thấy đuối lắm chứ. Bữa ăn đuối mà về tối giờ nó mệt rồi, làm mình cảm giác làm biến lắm, nằm nghỉ cho nó khỏe. Mà nàng lúc nào cũng kêu đi chơi chỗ này chỗ nọ, tại nàng đâu có làm đâu mà. Ngoài cái việc là anh ấy không làm mới mình thì ảnh còn có tật xấu gì không? Một trong tật xấu mà em rất là bực đó là riêu rao vợ. Tại vì em nghĩ là chuyện gì thì ví dụ như hai vợ chồng đóng cửa với nhau, ví dụ như em có chửi ảnh, em lôi vô phòng em chửi thôi. Hoặc em có quýnh ảnh hay là hành hạ ảnh thì em cũng lôi vô phòng. Đòn. Nói chung là trước mặt người khác là em ít khi nào mà la ảnh lắm. Nhưng mà ảnh lại đem tất cả những việc đó kể cho tất cả mọi người, từ những người mà em không hề quen biết cho tới những người mẹ chồng, chị chồng, anh chồng, chị dâu chồng, cháu chồng, bạn của chồng, đồng nghiệp của chồng, sếp của chồng. Nói chung là tất cả mọi người, thậm chí cả những người mà em không biết mặt mà không biết mặt em. Thành ra nhiều khi người nào mà lần đầu tiên gặp em á, ta nói trời ơi để coi vợ nó, coi vợ nó. Giống như em là một cái gì ở trên trời rớt xuống, em là một cái con gì chắc 12 con mắt, 34 cái tai hay là đại loại là ghê gớm á. Cứ đi nói vợ này, trời ơi vợ cũng không, nói mày biết nha, ở nhà vợ tao ha, nó quýnh tao ghê lắm. Rồi kể tùm lum tà la, thành ra trong mắt mọi người xung quanh em cứ như là một cái gì đó dễ sợ lắm. Dạ, đó. Dạ. Vậy chị hỏi cái điều này nè, từ lúc mà em có cái đêm tân hôn đầu tiên với vợ em á, dạ, cho đến lúc mà em bế quan tỏa cảnh, em coi như là em cử luôn á, dạ, là vợ em được bao lâu? Sau khoảng 3 tháng là em ngừng. Có nghĩa là vợ em là 3 tháng thôi là ngừng tới giờ. Dạ. Bởi vậy không chửi em hoài là lạ, không giữ mới là lạ. Chị thấy vậy nè, tụi em á nên gặp bác sĩ về sản khoa á, dạ, để tư vấn về cái mối quan hệ vợ chồng khi mà cái người vợ đang có bầu. Tại vì theo như là chị biết á, dạ, chị cũng có đọc sách báo á, thì như vậy nè, trong thời gian vợ có bầu từ tháng thứ tư trở đi đến tháng thứ bảy á, dạ, quan hệ vợ chồng bình thường, miễn là tụi em biết là như thế nào để mà không ảnh hưởng đến em bé, thì theo chị nha, tụi em nên gặp bác sĩ, dạ, rồi bác sĩ sẽ tư vấn cho tụi em, chứ không vợ em nè nó nổi sảy lên hết rồi, chị nói thiệt luôn ạ. Bây giờ em muốn chồng em thay đổi cái gì, gọi là gì, ưu tiên bà bầu trước? Dạ, anh phải chủ động trong cái việc là hâm nóng tình cảm vợ chồng. Chị nghĩ cái đó là một cái đòi hỏi rất là đúng đắn. Nhiều khi em mệt thiệt, nhưng mà em có thấy vợ em vui thì em hạnh phúc lắm, em hết mệt đó. Mình thay vì đi uống cà phê ghé vô ăn hộp vịt lộn cũng được vậy, vừa bổ cho con nữa, vừa bổ cho mình nữa. Không, chị nói thiệt mà. Còn đó, em thì em muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ em bớt nóng tính, thấu hiểu hơn cái tư tưởng người khác hơn, chứ đừng có áp đặt cái tư tưởng của mình vào người khác, bắt người ta phải làm như vậy. Em biết sao không? Thực ra là như vậy nè, cái người phụ nữ lúc mà người ta có bầu á, ta thay đổi cái nội tiết tố trong người á, tự nhiên ta có những cái tính nó đột biến kỳ lạ lùng lắm. Mình cân bằng cái đó đi, tự động thấy khác liền. Thử đi. Thôi tối nay thử liền đi. Tối nay đi gặp bác sĩ trước đi rồi thử cho chắc ăn em ơi. Em sẽ yên tâm hơn về cái tư tưởng của em á. Hai vợ chồng bạn cứ tìm gặp bác sĩ đi, rồi xong rồi tối nay về hưởng thụ. Được má, được má. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn bạn. Chào hai em. Cô dâu ấn tượng quá nghe. Ở cái cúc áo ra ngồi cho nó thoải mái cực nha. Cảm ơn. Rồi. Wow, nhìn quá ấn tượng luôn. Ấn tượng ha. Cho anh coi cái hình ở bên tay phải em coi. Không, bên đằng trước. Chắc không, quay lại.
Đó, chắc con trai em đúng không? Dạ đúng rồi. Yeah, ôi cưng quá à. Coi như xăm ổng lên cánh tay mình luôn á. Dạ, tại vì từ lúc mà mới sanh ra tới thời điểm này á là ai cũng nói bé giống ba. Tới cái ngày này á là ngày sinh nhật của chồng em á. Cái có người nói là bé giống mẹ, cái em chụp liền ngày hôm đó đi xăm liền. Xăm liền luôn. Ê nói nghe nè, anh hỏi trước khi vô câu chuyện nha. Em có phải làm nghề tattoo không? Dạ đúng rồi. Tattoo chứ đúng không? Tattoo. Tattoo chứ tattoo vậy? Ai biết mình đọc là tattoo mà. Tattoo. Yeah. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào hai anh chị ạ. Em tên là Quốc Trí. Hiện tại em đang 26 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Trời ơi, Trí có 26 tuổi thôi đó hả? Dạ. Trời ơi, nhìn cái gì? Nhìn cứng cỏi. Cứng cỏi. Nhìn bạn này rắn rỏi, cứng cỏi quá. Mồi á. So với lứa tuổi thì coi như là bạn hơn, có thể là nhìn rất hơi là lớn hơn. Ồ đúng rồi đó, dạ. Hơi lớn hơn với số tuổi tại vì 26 là non nớt lắm. Dạ. Trẻ quá, trẻ là em non nớt sao mà cái tuổi nó trẻ quá vậy? Đó. Rồi, còn em? Dạ em tên là Phương Thi, em nay 23 tuổi. Phương Thi 23 tuổi hả? Trời sao hai đứa đứa nào nhỏ xíu vậy trời? Dạ tụi em còn nhỏ á. 23 tuổi mà con được mấy tuổi rồi? Dạ con gần 2 tuổi. Trời đất ơi. 21 tuổi đẻ. 21 tuổi giờ có bầu đẻ rồi. Ừ. Vậy là có bầu từ năm 20. 20 tuổi. Dạ đâu, em có bầu năm 21 tuổi, đẻ năm 21 tuổi luôn. À, trọn năm đó ha. Dạ. Chắc đẻ tháng 12. Dạ đúng rồi. Đúng không? Ồ. Trời ơi. Rồi. Như vậy là về chưa được tận hưởng gì về thú ăn chơi rồi đi du lịch đó đây rồi này kia nọ đúng không? Dạ chưa đi du lịch thôi chứ thú ăn chơi thì chắc là tận hưởng rồi. À. Chơi là dạ thú ăn chơi chắc kịp tận hưởng rồi. Tại vì nếu mà bạn gọi là bạn con mà được 2 tuổi thì đúng cái thời điểm mà dịch bệnh đó. Đúng rồi. Nhấp nhá nhấp nhỏ nó đâu có đi du lịch được đúng không? Dạ. Đi là bị kẹt cứng hết luôn, đúng không? Trời, bây giờ cho anh biết coi cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và yêu nhau rồi cưới nhau? Dạ, thì chắc để em kể trước nha. Và lúc đó là vào năm 2017, lúc đó là em có chơi một cái nhóm nhạc ở với những người thân với nhau thôi, kiểu bạn bè thôi. Thì bữa đó tụi em kiểu làm một cái show, thì tụi em có mời nhiều người tới. Thì vô tình Ti vợ em là khán giả trong buổi show đó. Thì sau đợt đó lúc mà tụi em diễn xong á, thì buổi tối tụi em có đi ăn uống với nhau. Thì lúc mà em uống, lúc đó em mới gặp được vợ em. Nhưng mà em chơi trong vị trí nào? Em lúc vào trong nhóm nhạc đó thì em đang đứng cái hậu kỳ đó là xử lý âm thanh cho nhóm rồi. Vậy là cách đây mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. 4 năm. Gần 19 tuổi. Gần 5 năm. Dạ. Lúc em 19 tuổi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy là đêm đó là các bạn coi như là con bé này á là nó không có biết cái gì luôn á, là biết một mình cậu bé này thôi à. Chưa biết à, để phan một chút mình hỏi vô đó. Đó. Đó, nghĩa là có nghĩa là gặp nhau trong cái đêm đó hay là gặp nhau là sau, có nghĩa là gặp nhau trong đêm diễn trong hay là sau đêm diễn? Trong đêm diễn luôn. Trong đêm diễn là đã gặp rồi. Sau đêm diễn là đi ăn. Sau đêm diễn là đi ăn. Dạ. Ủa tại sao coi xong không đi về nhà mà đi ăn? Dạ thật ra thì cái show diễn là show diễn nhạc rap á. Mà em không có thích nghe nhạc rap. Mà đi với tâm trạng là bất đắc dĩ. Em có một người bạn thân á, bạn con gái, bạn thân. Thì người bạn đó được một bạn khác trong nhóm của chồng em mời. Rồi em nói là không, em không thích nghe nhạc rap, em không đi. Bạn em thì kiểu không đi, đi một mình, không bao giờ nó đi một mình. Nó bắt buộc nó phải theo em theo cho nên là vì thương bạn mà đi. Dạ, vì thương bạn mà đi thôi. Nếu mà không thương là dễ gì gặp ông này. Dạ. Bây giờ thích rap chưa? Dạ chưa. Trời xong coi rap Việt. Dạ không, cái chương trình này em không coi luôn. Vậy đó hả? Nhìn cái hình nền đó, nhìn hình nền thì rất là rap luôn á. Mà ở trong tâm hồn chắc có lẽ là bolero. Đúng không? Cái dòng tâm hồn em là EDM. EDM, trời dữ luôn á nha. Dữ lắm á. Rồi, đêm đó làm sao nè? Dạ thì xong rồi em chỉ mong cho hết show rồi đi về lẹ thôi chứ mình không có thích đâu. Vậy thì hết show tại sao không đi về mà lại đi ăn? Dạ, lúc mà hết show em ra khỏi cửa em đứng đó em chờ bạn, cái bạn em ở trong nói chuyện với lại người khác trong nhóm của ảnh á. Cái lúc bạn đi ra cái ok đi về, cái xong cái tự nhiên lúc đó em đổi ý. Tự nhiên lúc đó đổi ý. Đổi ý. Hay là đổi ý là do đói bụng hay là do gặp bạn này hay là do một lý do gì khác? Dạ là lúc đó là cái người bạn mà rủ bạn thân của em đi ra nói là thôi hai em đi ăn chung với nhóm tụi anh đi, show cũng thành công mỹ mãn rồi. Xong rồi cái em thấy bạn đó cũng dễ thương dễ mến quá, cái em gật đầu cái em đổi ý luôn. Là vì cái bạn kia. Dạ. Đúng không, chứ không phải vì bạn này. Rồi ra đi ăn thì mới gặp bạn này. Dạ, đúng hai bạn mới gặp nhau mới có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau. Dạ, đúng chưa không? Dạ, chưa, lúc đó chưa nói chuyện luôn. Chưa nói chuyện luôn. Nhưng mà cái cảm giác của em lúc mà khi đi ăn mà gặp bạn vợ này thì lúc đó là em đã để ý chưa hay là như thế nào, bạn này lúc đó ra làm sao? Dạ. Thì lúc mà ngồi trên bàn ăn lúc đó em mới để ý vợ em. Thì đó, tại sao em lại để ý?
À, cái thứ nhất là trong bàn ăn đó thì chỉ có vợ em với lại bạn của vợ em là hai đứa con gái duy nhất trong bàn thôi. À. Dạ. Tại sao không để ý bạn của vợ em mà đi để ý vợ em? Tại ban đầu thấy cô này make up đậm. À, sao do make up đậm hả? Dạ, make up đậm. Rồi còn gì đặc biệt nữa không? Ví dụ như lại, mình dây hay là trắng trẻ? Không, lúc đó vợ em kiểu hơi mũm mĩm một xíu. Mũm mĩm hơn bây giờ không? Không, bây giờ là ốm rồi anh. Hồi đó gu của em là mũm mĩm hay là mình dây? Nếu nói về gu thì em thấy cân đối là được. Chỉ là lúc đó em thấy vợ em kiểu khá là lạ. Kiểu xấu lạ. Xấu lạ. Kiểu ba rội là được rồi đúng không hả? Ở thời điểm đó là em 70kg rồi. Ồ, 70kg là dữ lắm á nghe. Dạ. Rồi sau đó thì sao nè? Khi chuyện nào xảy ra, bắt đầu là nói chuyện sau đêm đó thì chuyện gì xảy ra giữa hai người để đến cái kết luận này là vợ chồng đây? Dạ, thì lúc mà ngồi trong bàn ăn á, thì em cũng không có để ý gì nhiều, không kể như là ngồi ăn, tại em bị dị ứng với đồ cay, em không ăn cay được. Thì mà quán ốc đó mấy bạn nó toàn kêu món cay không à. Ốc là thường là cay không à? Em không ăn được, em với con nhỏ bạn em ngồi xem không, ngồi ngó, ngồi chơi, ngồi bấm điện thoại. Cái chồng em từ phía dưới bàn đi lên trên đầu bàn chỗ tụi em ngồi, cái nói là ủa sao em không ăn gì hết vậy, chồng em hỏi em vậy đó. Cái em kêu là tại vì đồ ăn cay cho nên em không ăn được. Cái chồng em mới xăm một miếng bạch tuộc liếm giả bộ, cái hết cây rồi em ăn đi. Trời ơi, cái ấn tượng quá, cái ấn tượng đầu tiên của ông là ở dơ đó. Không, liếm giả bộ. Liếm giả bộ. À, liếm giả bộ hả? Cái giả bộ nó mới dễ thương. Cầm lên nè, em ăn đi hết cây rồi. Rồi sao lúc đó em phản ứng sao? Thì đương nhiên là em cũng từ chối rồi, kêu thôi em không ăn, em không thích ăn bạch tuộc. Mặc dù giả bộ nhưng mà vẫn cứ bị ảo giác. Giỏi cái gớm. Rồi. Lúc đó thì em nghĩ trong đầu là người gì kỳ cục, chơi rap mà sao tánh kỳ. Đâu chơi rap đâu, chỉnh âm thanh thôi mà. Không, cái lúc đó là do kiểu em giỡn thôi, kiểu chọc chọc bạn. Rồi sau đêm đó về là em có tìm hiểu gì về cô gái này không, mà ngược lại? Thì sau đêm đó về thì em lên trên Facebook để mà em kiếm thông tin của vợ em. Có tìm thông tin của cái cô bạn kia không? Ban đầu là em nhớ là em tìm qua Facebook của bạn thôi, cho nên là sẽ không qua cô kia. Mà tới trực tiếp bạn em luôn. Tức là ông này là ông ấn tượng với cô gái này. Chỉ có ấn tượng không? Dạ có. Có mà. Đã nói là xấu lạ mà, người ta thích là thích cái nét xấu lạ đó. Phải không? Thì người ta mới xấu lạ không? Thì đấy nè. Rồi người ta mới liếm giả bộ. Còn bạn này thì ấn tượng bạn này rất là bệnh. Tào rứa quá. Ông giỡn kỳ quá à. Có nghĩa là em tìm Facebook của cô này để mà muốn tìm hiểu xem cổ là ai và trong tình trạng như thế nào đúng không? Rồi sao? Mất tiếng. Em nói alo vậy. Alo à? Rồi tiếp. Rồi thì sau khi mà em tìm kiếm được xong á, thì lúc đó là em chưa có kết bạn vội liền. Mà em mò vào kiểu trang cá nhân để mà xem lại những cái hình cũ của vợ em á. Cái lúc đó là em thả tương tác. Chơi đào mộ. Trong khi đó thì em thì sao? Thì cái hôm đó là kiểu như khoảng thời gian mười mấy tuổi đó, 19, 18 tuổi đó, em cũng còn ham chơi đó. Em đi chơi đêm là chủ yếu đó. Cái lúc đó mấy bạn trong bàn cái phân công người chở hai cô gái về. Thì lúc mà đến lúc mà bạn chở về, cái em nói là thôi em không muốn về, em muốn đi cà phê. Muốn đi nữa? Dạ. Nít mà, 18, 19 tuổi nít mà. Lúc đó là cũng cỡ 11, 12 giờ đêm á. Cái bạn nó nói là giờ này quán cà phê nào mở cho em ngồi mà em đòi ngồi. Kêu có quán. Xong cái bạn đó quay qua rủ chồng em. Xong rồi cái chồng em hỏi đi quán nào, cái em kêu là đi leo này kia, đi quán ở ngoài quận nhất. Cái xong rồi cái vô cái em nói, cái em nhìn chồng em cái kiểu ủa anh cũng biết quán đó nữa hả? Xong rồi cái chồng em kiểu ờ đúng rồi anh cũng biết. Cái hai đứa bắt tay nhau vui vẻ nhưng mà cuối cùng bể kèo không ai đi hết. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao không đi nữa? Tại vì trên đường lúc mà chở em về thì cái bạn kia bạn nói là thôi em ơi em con gái em đi một mình, em đi cà phê đêm vậy nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe của em này nọ. Các bạn chở em bèo về nhà luôn. Bạn không chở em đi nữa. Vậy đó hả? Thì ra là còn khúc này nữa. Cho nên mới khiến cho ông này ổng càng xuyến xắn là về tìm thông tin của cô này. Tức là còn cái đoạn này rất là quan trọng đó. Rồi xong rồi cái em về, cái em cũng bị ấn tượng với khúc mà bắt tay đó, kiểu ủa không quen, không biết, chưa gặp nhau lần nào, chưa có ấn tượng gì nhau, tự nhiên bắt tay mà rất là hợp gu luôn. Kiểu như là khớp, không có chật một nhịp nào luôn á. Em bị ấn tượng, sau em về em tìm. Em tìm Facebook luôn. Em tìm Facebook của bạn. Nghĩa là cả hai về là tìm liền. Tức là chưa có kết bạn mà tìm Facebook tìm. Xong rồi thả tương tác. Ông này thả tương tác mà, nhưng mà có vô Fan của này không? Chưa. Fan luôn. Thả tương tác thôi. Thả tương tác thôi. Còn em có thả tương tác lại không? Dạ không. Thật ra là chồng em biết Facebook em trước.
Cái lúc mà em đi tìm Facebook chồng á thì em hỏi bạn bè em á, cái bạn bè em không ai biết gì hết á, không ai tìm được hết. Xong cái em lên mấy cái MV của nhóm á, em xem, em pau từng đoạn lại, cứ bấm play bấm pau coi coi cái mặt nào giống với cái mặt tối hôm đó. Mà em tìm không ra. Vậy là cũng để ý dữ lắm đó. Xong rồi cái em mới hỏi bạn em là mày hỏi trong nhóm ảnh coi coi có ai mà đêm hôm đó mặc áo khoác đen, đội nón rồi đeo mắt kiếng giùm tao đi. Cái xong rồi cái qua ngày hôm sau bạn em nó mới chửi vào mặt em một câu: mày có bị khùng không? Nhóm người ta mà áo khoác nhóm, ai cũng mặc như ai hết á. Rồi nhóm người ta 10 người thì hết 8 người đeo mắt kính, rồi mày tìm ai? Nó chửi mặt em. Xong rồi cái tới một ngày đẹp trời, cái tự nhiên là em thấy có một người thả wow vào cái ảnh đại diện cũ của mình. Xong rồi cái em kiểu là ai mà chơi kỳ cục vậy, không có ba quen biết, không có bạn chung, không có gì hết. Mà sao mà tự nhiên đi chơi đào mộ. Xong rồi cái em mới tính nhắn tin hỏi, nhưng mà em thử add fan coi coi mình có thấy được thêm những cái hình nào nữa không. Cái xong rồi cái em add fan, cái chồng em trả lời liền luôn, accept nhận liền. Dạ. Xong rồi cái chồng em nhắn tin qua hai em, chào em nọ nơi kia kiểu. Là cái đó là cách bao lâu ở cái hôm buổi tối đi ăn đó? Dạ, cách 2 ngày. Dạ. Lâu lâu quá chị, 4 tháng lâu quá. Coi như hai người đào mộ Facebook nhau tới 2 ngày á là mới kết bạn được với nhau. Dạ. Nghĩa là ông này tương tác trước, nhưng mà người add friend lại là cô này. Dạ. Rồi, sau đó chắc là chuyện trò qua lại chắc nhiều à, đúng không? Dạ. Nói chuyện xong rồi cái hôm đó chồng em có công việc gì ở dưới cộng đồng Nai á. Cái chồng em bảo là: em biết cầu Đồng Nai ở đâu không? Chứ kêu em biết, em từng đi rồi. Cái kêu mai anh có công việc ở đây, có gì em chỉ anh đi với. Xong rồi em bảo là nói vậy thôi cho em đi với. Mới nói chuyện có một ngày, cái thôi cho em đi với, cho em đi chung với. Cái qua ngày hôm sau là ngày 20, cái chồng em chạy xe qua đón em, cái hai đứa đi cầu Đồng Nai. Xong rồi cái vòng về cái em mới nói chồng em là thôi đi về đi, em có hẹn đi ăn kem Baskin với bạn, với con nhỏ bạn thân em á. Xong rồi cái chồng em kêu thôi em hủy hẹn nó đi, anh chở em đi luôn. Rồi em hủy hẹn với con bạn em luôn, thế là nó giận em một tuần. Là hai đứa đi ăn kem luôn đó. Ủa nhưng mà tới cầu Đồng Nai xong rồi đi về liền ha, có giải quyết công việc gì không? Dạ thật ra là lúc đó là em bán giày cho bạn á. Cho nên là tới cầu Đồng Nai em đưa giày cho ta. Trao giày lấy tiền là xong thôi. Rồi là bắt đầu sau đó là hai đứa chính thức là hẹn hò với nhau đúng không? Dạ cũng chưa hẳn nữa. Chưa luôn hả? Dạ chưa. Là lúc đó là tới qua lúc ăn kem á, xong rồi cái em mới nói là em tìm cái người mà hôm đó bắt tay với em. Cái chồng em kêu anh nè. Cái em còn kiểu ngỡ ngàng, ủa sao không hề giống, không có hề giống cái tưởng tượng của em tí nào hết á. Em tưởng tượng trong trí nhớ của em là người đó đẹp trai, cao to các kiểu, sao sao đây nhìn nó kỳ kỳ. Xong rồi cái hồi nữa cái em hỏi chồng em là ủa vậy anh, vậy còn cái người em nhớ là tối hôm đó có một cái người mà chấm miếng bạch tuộc cho em á, vậy anh biết người đó là ai không? Cái xong rồi kêu cũng anh nè. Xong rồi em kêu gì vậy trời. Một người mình tưởng tượng mong nhớ, một người mình muốn gạt bỏ đi lại hòa vô là một. Ủa sao lạ vậy ta? Sao em bữa đó em cũng không biết đâu. Sao mà sao em lại không nhớ vậy em? Trời tối với lại đi mặc anh chồng em đội nón rồi mặc áo khoác đen rồi đeo kính nữa. Có nghĩa là 10 người, hết 10 người mặc áo khoác đen đeo kính. Nó na ná nhau hết. Na ná nhau. Người nào cũng giống nhau. Rồi như vậy là sao cái bữa đi cầu Đồng Nai nó về bao lâu thì mới chính thức hẹn hò? Dạ một tuần. Một tuần sao? Chà, cũng lâu quá chị ơi, lâu. Lâu lắm. Tụi này nó quen nhau lâu quá. Nói chứ trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á thì hai gia đình có gọi là biết không? Bởi vì em còn nhỏ tuổi quá. Thành ra là lúc mà bắt đầu có bồ á thì gia đình có biết hay không? Dạ thật ra thì tuổi còn nhỏ nhưng mà ba mẹ em đã biết em có bồ từ trước đó rồi, chả nói gì, chả không nói gì luôn. Dạ. Còn bên đây? Rồi còn bên gia đình em thì lúc đó là ba mẹ em chưa biết gì hết. Em còn đang giấu. Dạ. Tại bởi vì là mẹ em kiểu hơi khó tính á. Cho nên là về mấy cái chuyện yêu đương này nè, mẹ em kiểu nói là cũng hơi ngăn cản. Rồi tụi em cứ giấu thôi. Rồi tới lúc mà như là hai tháng không thì sinh nhật sau, anh sau khi quen xong được có 2 tháng thì đó là tới sinh nhật của em. Thì đó là em mới nói với gia đình và dắt bạn gái em về. Thì lúc đó là mẹ em mới biết. Thì ban đầu lúc mà mẹ biết vậy, trời ơi, mẹ em kiểu nóng tính lắm. Là sao mà lại nóng tính? Tại nít mà, nít mà yêu đương gì? Còn lý do gì nữa không? Trẻ. Cái thứ hai nữa là do vợ em kiểu có hình xăm nữa. Là hồi đó là đã xăm rồi. Dạ. Wow, tức là cưng xăm từ lúc nào? Dạ, em xăm, bắt đầu xăm hình đầu tiên từ năm 2013. Là bao nhiêu tuổi? Là lúc đó hình như còn đi học luôn. Thường là các cụ là chưa có cảm thông được cái hình xăm á. Cho nên là cho nên là khi mà mẹ thấy vậy rồi sao về lúc mà bạn về rồi mẹ có nói gì với em không? Dạ có, thì mẹ sẽ hỏi là quen cô này ở đâu, rồi tại sao quen, rồi lúc
tại sao không kiếm người khác chẳng hạn kiểu vậy. Đó là em mới nói chuyện với mẹ đó là đây là lựa chọn con, cho nên là con kiểu lớn rồi, cho nên là con muốn kiểu nghe trái tim của mình. Thì khoảng thời gian sau mẹ em vẫn chưa chấp nhận, cho đến khi mà tụi em chính thức quen được hơn một năm thì đó là mẹ mới dịu đi cho cái việc đó là em quen với lại bạn gái em. Nhưng mà em biết là cái việc là mẹ chồng mình lúc đó là không không có thiện cảm với mình không? Dạ em biết. Nhưng mà cái quan điểm của em là ta không thích thì mình làm cho người ta thích. Đó. Nhưng mà những lần sau về có dám mặc áo tay ngắn nữa không hay là mặc áo tay dài đằng che đi? Vẫn mặc quần dài, áo tay dài cho tới lúc mà có khoảng thời gian tụi em quen được 10 tháng rồi sống chung á, thì lúc đó tụi em mới thoải mái ra, mới phanh phui ra hết là vậy là lỡ rồi. Nhưng mà sau này cái điều gì mà khiến cho mẹ chồng lúc đó là mẹ của bạn trai mình lúc đó là dễ chấp nhận em? Dạ tại vì một phần là do là lúc mà khoảng thời gian đó là về ở chung xong rồi mẹ chồng em cũng không có ở cùng tụi em nữa. Đó để lại cho hai đứa ở với nhau ở cái nhà của chồng em á. Bây giờ đó là cho nên là mẹ chồng em thấy em chăm lo cho chồng rồi mọi thứ ổn, cho nên là giờ tụi nó quen nhau yêu thương nhau cũng đâu có cấm cản được nữa. Với lại tụi em cũng nói chuyện với các dì các bác là xin là nói là tụi con thương nhau thật chứ không phải là tình cảm chóng vánh, cho nên là mới dễ dàng hơn được chút xíu. Có nghĩa là hai đứa quen nhau tới mấy năm lận phải không? Dạ. Tìm hiểu nhau là mấy năm rồi mới cưới? Dạ, tụi em quen nhau hơn 2 năm sau đó tụi em mới cưới. Hơn 2 năm rồi mới cưới. Dạ. Nhưng mà sống chung với nhau là 10 tháng sau là về sống chung với nhau. Dạ. Quen nhau 10 tháng về sống với nhau được cỡ 3-4 tháng. Là tụi em lại sống riêng. Lại sống riêng. Ủa tại sao lại sống riêng? Giận nhau chia tay. Nhưng mà tại sao lại cưới? Để có bầu. Nhưng mà tại sao ra ở riêng rồi mà lại có bầu? Dạ tại vì hôm đó là sinh nhật của bác ruột em á, cái bác mời có nghĩa là lúc đó là giận nhau phải không? Đang giận nhau đúng không? Lúc đó là quề rồi, giận nhau được một tháng xong cái quề rồi tới sinh nhật. Nhưng mà đang ở riêng đúng không? Lúc đó đang ở riêng là em về nhà em, ảnh ở nhà ảnh. Rồi cái sinh nhật. Thế là tới sinh nhật bác cái em rủ ảnh đi ăn chung. Xong rồi cái ăn trong buổi buffet đó xong về tự nhiên cái có bầu luôn. Có bầu luôn. Xong rồi là bầu cưới. Rồi lúc mà nghe tin em có bầu vậy rồi mẹ phản ứng sao? Mẹ của hai bên phản ứng sao? Lúc mà nghe tin em có bầu thì mẹ ba em chỉ hỏi là của ai? Của ông Chí thì cưới, của người khác thì dẹp. Vậy đó hả? Ủa, là mẹ chí là ba của ba, em. Ba em. Dạ. Là nói là vậy đó hả? Dạ. Là ba vợ là chắc khoái trí lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Do vợ em nói thì có lẽ là khoái thiệt. Tại vì trước khi em quen chồng em cũng quen nhiều người lắm rồi. Mà những cuộc tình nó chóng vánh lắm. Ba tháng là nhiều. Rồi những người đó ba em không ai ưng hết đó. Tại vì họ cũng xăm chỗ, cũng tà lao tà lưa. Cho nên là ba em không vừa ý. Chỉ có chồng em là nhân viên văn phòng, cho nên là ba em khoái. Đúng chuẩn của ba đó. Trí có xăm hình nào không? Em có hình nhỏ xíu trên cánh tay. Nghĩa là sau này mới xăm đúng không? Dạ. Sau này vợ xăm cho đó. Ủa rồi, nhưng mà mẹ thì sao? Lúc đó ba thì nói vậy, còn mẹ thì sao? Mẹ em thì nói là con ăn chơi cũng ăn chơi rồi, trải cũng qua cũng nhiều thứ rồi, giờ quyết định cuộc sống là của con, mẹ không can thiệp. Nhưng mà quyết định sao thì đừng có hối hận. Mà mẹ chạy về khóc với mẹ. Mẹ có khóc không hay là dạ không? Còn mẹ của Trí thì sao? Mẹ em nói là có bầu thì sanh đi, giờ cháu ngoại là cháu mẹ, rồi mẹ chăm, mẹ giữ, mẹ thương cho. Dạ. Rồi còn bên gia đình của em á thì lúc đó mẹ em chỉ hỏi ngắn gọn thôi là kêu cưới này có chắc hay chưa. Thì lúc đó em cũng tim gan em moi ra hết, em cũng trả lời thật lòng với mẹ luôn là con sẽ lựa chọn cô Thi này. Tại vì con tin tưởng cổ và có tình cảm thật sự, cho nên là hai tụi con muốn tiến tới hôn nhân. Thì lúc nghe xong thì mẹ em mới lại nói với mấy dì mấy bác để kiếm những cái khóa học đạo để cho hai tụi em để có thể là cử hôn lễ. Ê anh thắc mắc cái này nha. Cái lý do gì mà khiến hai bạn coi như là chia tay Đó là mạnh ai nấy ở gì, cái lý do nào mà chia tay vậy? Em nghĩ là do bởi vì tính nết của hai đứa em rất là khác nhau. Phải không? Hay còn lý do nào khác? Tại vì em mập. Là sao? Ủa, mập nhiên, liên quan tự nhiên mập liên quan đến chuyện chia tay. Thì tại vì hồi đó là lúc mà mới quen nhau cái khoảng thời gian đó em rất là mập, em 70kg lận. Cho nên mà ảnh thì ảnh cũng 70kg luôn. Một nam một nữ mà bằng ký nhau vậy là nó rất là nhìn hai đứa nó cứ chênh lệch sao á, mà nó không liên quan. Nó phải có một cái tác động gì đó. Bạn bè của ảnh thì là đa số là dân thể thao rồi bóng rổ gymmer nọ này kia. Cho nên khi mà thấy ảnh quen một người mập như vậy á là sẽ phản đối. Thì cái em nhớ là cái hôm đó là khoảng thời gian đó em bán quần áo, cái rồi sáng em chồng em chất đồ lên xe cho em đi bán bình thường vui vẻ,
tự nhiên cái tối hôm đó em nói là anh ơi, nay em khách về trễ quá, thôi em ngủ lại nhà ba nha. Cái tự nhiên hai đứa cãi lộn. Tự nhiên cái kiếm chuyện sừng sồ lên cãi lộn. Đứa nào kiếm chuyện trước? Ông này. Sao kiếm chuyện người ta vậy? Cái đó không phải là kiếm chuyện mà là do hồi lúc mà ở chung với em á, thì Ti kiểu tính hơi càm ràm. Mà cứ càm ràm hoài, mình đâu phải chịu một ngày mình nghĩ nó xong rồi, mà cứ dầm ngày này qua ngày nọ. Đó, cho nên kiểu cứ càm ràm nhiều á, cho nên là em rồi anh hiểu rồi chịu. Nhưng mà tại sao vợ em lại nói là chia tay là vì lý do mập? Tại bởi vì ngay tại thời điểm đó vợ em cứ nghĩ là mập cho nên chia tay thôi, chứ vợ em không nghĩ là những thời gian trước đó là vợ em lại em khó chịu rồi. Em cứ nghĩ là do bạn bè của anh tác động vô cho nên là khiến cho hai đứa giận dỗi. Rồi em nghĩ là do cái tối hôm đó ảnh đi gặp bạn bè cho nên là thấy em mập, rồi bạn bè khuyên ngăn vô ngăn cản. Tại vì ngay từ lúc đầu quen nhau mà đến khi mà gặp mặt bạn bè ảnh xong là bạn bè anh đã phản đối rồi. Đã nói là không có được rồi. Nó ra nó vô rồi đó, dạ, đúng không? Cho nên ngay cái lúc đó là em cứ có cái suy nghĩ đó, thành ra là thôi chia tay luôn. Lúc đó là cãi nhau xong rồi, cái lúc đó là tầm 1 giờ sáng. Cái em tức mình quá, em nói là thôi xách bà bố về nhà chồng, dọn đồ về nhà mình liền ngay trong đêm á, làm liền ngay tức khách luôn. Là em mấy cái bao mà em đựng quần áo đi bán á, em đổ hết quần áo bán để em xách cái bao không chạy về để dọn đồ. Cái rồi cái em nhìn cái trên màn hình của máy tính trên phòng của chồng em á, cái có tin nhắn của bạn là đã vui vẻ quá, mai đi ăn mừng đi nọ này kia, tụi nó chia tay nhau rồi. Xong cái càng điên nữa đúng không? Còn tức thêm nữa. Nhưng mà em kèm cơn tức đó lại, cái em không dọn đồ nữa. Em chạy xuống em ôm chồng kêu là thôi mình lên ngủ đi, em mệt rồi, coi như không có gì xảy ra hết. Rồi một tuần sau cái cãi nhau về cái vấn đề tiền bạc, rồi thêm bạn bè của anh nói ra nói vô. Rồi lúc đó mẹ em biết hai đứa sống chung vậy, mẹ em nói là sống chung mà không có cái tờ giấy gì hết, không có quyền lợi thế này sợ em thiệt thòi á. Cái em cũng làm áp lực ảnh thêm cái vấn đề đó, xong cho nên là quyết định dọn đi luôn. Đi luôn là nhờ có cái thằng cu nhìn mặt nó xinh dễ sợ này. Em xăm á mà nhìn như sống động dễ sợ ha. Bây giờ vậy chị, giờ xăm sống động lắm. Nhờ nó mà coi như là hai đứa trở lại với nhau đó đúng không? Dạ, thì tụi em quay lại sau khi chia tay đó, lúc đó là quay lại một tháng sau đã quay lại rồi. Ảnh bắt chuyện trước cái quay lại với nhau rồi, mà cái ảnh nói là giờ quay lại quay nhau âm thầm nha, đừng cho ai biết hết, đừng cho bạn bè anh biết, đừng cho ba mẹ anh biết nọ này kia. Đó, cả thế giới thì biết của em thì biết em có bồ, còn cả thế giới của ảnh là không biết ảnh có bồ. Rồi bây giờ mối quan hệ của em với những người bạn của ảnh sao? Giờ thì cũng bình thường thôi. Giờ bình không thường. Giờ ta không chịu cũng cưới rồi. Dẫn xong hết rồi đúng không? rồi em chấp nhận âm thầm vậy hả? Rồi em cũng chấp nhận vậy. Được bao lâu? Được cỡ gần một năm. Một năm luôn, một năm mới công khai. Dạ, gần một năm. Rồi chắc một năm đó là chắc cũng đã dính có ông này rồi cho dạ là... chưa luôn. Trong vòng một năm đó thì cũng chưa vấn đề gì xảy ra hết. Xong rồi tới cái lúc mà em cảm thấy là không thể âm thầm được nữa, xung quanh ảnh bắt đầu có những mối cái vệ tinh khó chịu. Có những tia sáng khó chịu là em đòi công khai lại. Em nói bây giờ anh không công khai thì thôi em bye bye anh luôn. Không công khai thì bye bye. Dạ. Xong rồi cái ảnh công khai lại. Công khai lại được đâu được một tháng cái tòi ra thằng nhỏ. Rồi vậy là quá hiểu rồi nha. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi, phần kia vui đi, phần vui á. Vui nhộn nha. Đó, bây giờ chị nói trước đi. Dạ. Sao Trí lấy nhau về mấy năm rồi? Hai năm rồi. Thì có những cái tật xấu nào của cô ấy nó lòi ra không? Nói về tật xấu của vợ em thì cũng chị biết nè, cầm ràm vài cái cầm ràm, đúng cầm ràm cái nhất là cầm ràm gì đoán đó. Cái thứ hai nữa là về vấn đề mà giờ giấc á, thì vợ em kiểu ví dụ như bạn bè hẹn là 6 giờ có mặt đi, thì em làm gì làm đúng 6 giờ em có mặt, nhưng vợ em là 6:30 mới đi. Thì rồi cái nữa đó là vợ em giờ kiểu dây thun lê mê đúng không? Cái nữa là vợ em kiểu hơi cầu toàn trong mọi công việc quá, kiểu làm gì cũng muốn là tốt nhất đẹp nhất, mà khi mà muốn vậy thì nó sẽ tốn thời gian hơn, mình phải chuẩn bị trước đó. Dạ dạ đó. Thì đối với em ở thì em thấy chỉ có ba cái tính đó là em hơi khó chịu. Bây giờ còn make up đậm không? Make up giờ đỡ hồi đó rất nhiều rồi đó. Chứ đậm lắm á. Dạ. Hồi đó tao con nít mà đâu có con nít không có control được cái màu sắc đâu. Cứ thích là làm thôi à. Biết ngô nhà chị giờ chị biết mà. Ngộ lắm. Nhưng mà cô ấy có ghen không? Có, anh ghen lắm, ghen tới mức mà muốn kiểm soát thời gian của em luôn á. Ồ vậy hả? Dạ. Tại sao anh hỏi câu đó không? Tại vì nãy cũng có nói đó, nên khi phát hiện nó có rất là nhiều vệ tinh xung quanh chồng ánh sáng, có những tia có những tia sáng không khó chịu á. Khó chịu cho nên nó không khai, cho nên anh mới hỏi em mấy câu đó. Dạ. Là tới bây giờ vẫn ghen. Tới giờ vẫn ghen anh. Lúc yêu có ghen không? Yêu ghen bạo lắm, tới giờ cưới rồi mới đỡ. Đỡ được chút thôi, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi luôn nè, gì cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi là cái điều gì trong mấy cái mà em vừa mới kể ra?
Về mong muốn thì do là tính của em thì hơi ít nói, cho nên là em mong muốn vợ em kiểu bớt cái việc càm ràm đi. Bớt càm ràm phải không? Dạ. Cái thứ hai nữa là bớt sự lề mề thôi là được ạ. Còn cái chuyện ghen của cổ có cái câu chuyện nào mà động trời không? Vui không? Động trời động đất ghen không? Động trời không, không. Vui thôi, vui thôi. Không, tụi em chỉ dừng lại ở mức mà ghen là cãi lộn. Và cãi lộn xong thì tính của em là kiểu xong rồi, không giảng hòa, mình về với nhau, mình không có gì nói tiếp kiểu vậy. Trước khi tới phần em khui thật xấu đó, thì em có thể kể một cái chi tiết nào mà em ghen nhiều. Tại nãy anh nói là thấy anh không nhớ rồi đó. Có cái lần ghen nào mà khiến em nhớ đời không? Mấy cái lần mà ảnh đi chơi, đi bời rồi gặp những cái người hồi là họ quen nhau lúc mà con em ở chung á. Có một cái lần mà ngồi ở quán cà phê nhỏ nhỏ gần nhà, cái có một cô bé là bồ của cái người bạn trong nhóm ảnh luôn. Cái tự nhiên cô bé đó trước khi gặp mặt em là em nghe chồng em kể là cô bé đã nghe nói về em rồi, nên kia có ấn tượng về em các kiểu. Sao em kêu để thử gặp mặt coi làm sao. Cái lúc mà ra gặp mặt cái chào chị Thi vui vẻ lắm. Xong cái tự nhiên cô bé đó nhìn chồng em cái nói: "A anh Chí, hôm nào quay qua nhà vậy anh văn cho em nha." Rồi trong khi đó em ngồi trước mặt cô gái đó, ngồi kế bên chồng em, mà tự nhiên cô gái đó nói vậy, trời em kiểu gì vậy trời, tự nhiên sao mà tự nhiên gì kỳ cục vậy đó. Xong rồi từ từ cái hôm đó về là em có ác cảm với cô gái luôn. Tới mãi sau này đôi lúc vô tình chồng em gặp lại cô gái đó là em sẽ chiến tranh lạnh với ổng. Ê nó nghe nè, ghen nhưng mà có hay lục cái kiểm soát mấy cái đời tư của em không, những cái trang cá nhân của em không? Hồi đó thì có kiểm soát. Nhưng mà tới bây giờ thì do là tụi em cưới nhau rồi, với lại em cũng chả có gì để mà giấu nữa. Cho nên là tụi em cũng chả có gì để mà kiểm soát em nữa. Em có kiểm soát điện thoại của ổng không? Hôm nào mà có cái dịp gì đó vui vui á, ổng uống rượu uống bia xong cái ổng ngủ về em coi thôi. Có phát hiện ra được điều gì không? Lâu lâu phát hiện là ổng xóa tin nhắn. Rồi em có hỏi không? Dạ có. Rồi ổng trả lời sao? Kêu anh không nhớ, anh không biết, không biết, không có gì hết. Cái gì vậy? Anh không có xóa, tưởng nó vậy. Facebook dạo này nó kỳ quá em. Đổ thừa Facebook đúng không? Rồi nó nghe nè, có khi nào ngồi coi một cái phim ngắn hay là một cái clip nào đó rồi cái liên tưởng đến mình là nhân vật ở trong đó không? Hay là ảnh là nhân vật trong đó? Trời vậy bị bệnh luôn á. Sao đâu kể chứ. Cứ lâu lâu thể coi mấy cái drama trên Facebook nè, hay là mấy cái chích cảnh trong mấy cái phim nào có vụ đó, thế là về em lại liên tưởng là em ABC gì đó bên ngoài nữa. Thế là phải hỏi anh ở đâu, anh đang làm gì, tối nay về ăn cơm gì. Vậy là bị thêm cái tật gọi là tật suy diễn. Suy diễn dẫn đến ghen. Rồi giờ tới em đó, tật xấu của ông là gì? Lúc quen nhau thì lúc mà khoảng thời gian tụi em sống thử thì anh không có ngủ ngáy. Mà không hiểu sao tự nhiên cưới xong cái về ngủ ngáy. Ngủ ngáy mà tới nỗi mà con nó giật mình luôn. Hay do cơ địa, lúc đó ốm hay là sao? Em cũng chả rõ nữa, em hỏi ổng thì ổng bảo anh không biết. Tại ngủ lúc mà ngủ mình á, lúc mà chưa cưới đó, thực ra là chưa có ngon, ngủ chưa ngon. Giờ cưới xong mà ngủ đúng ngon. Rồi. Đúng rồi. Không, nhưng mà lúc tụi em sống thử cũng không ngáy. Ngủ không ngáy, ngủ rất là êm luôn. Nếu vậy là do đó. Không phải, nếu vậy là do cơ địa rồi em ơi. Cái lúc đó thôi, cái đó thì mình đừng xếp cho tật xấu, tại vì cái đó là người ta cũng không mong muốn điều đó, nhưng bây giờ phải chịu thôi. Đó. Rồi thêm một cái nữa là cái bàn làm việc của chồng em á, lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ tươm tất, rất là gọn gàng luôn, đâu rồi đó. Dạ. Nhưng ra khỏi khu vực bàn làm việc là tất cả bừa hết lên, tung tóe hết lên. Tức là ông chỉ quan tâm ở một cái khoảnh nhỏ của ông thôi. Dạ. Đúng không? Cái nơi mà ông gọi là, ảnh gọi là kiếm ra tiền là rất là tươm tất sạch sẽ. Bừa bộn cục bộ em ơi. Nhân dụng từ chính xác. Bừa bộn mà cục bộ. Dạ. Dạ. Nhưng mà thôi kệ đi, miễn sao ông kiếm tiền được là được rồi đúng không? Dạ. Rồi ông có ghen không? Đó. Có ghen không? Dạ có. Ông nói em ghen quá mà ông là. Thì vậy là hai chồng ghen qua ghen lại. Dạ. Ghen sao? Hồi trước thì em đi đâu cũng dễ dàng thoải mái hết. Còn từ khi mà sau khi em sanh xong á, cái tự em giảm cân một cách tự nhiên luôn. Không tập gym không gì hết. Cái bắt đầu chồng em bắt đầu ghen nhiều hơn. Tại ghen... sao? Tại vì lúc đó nhìn thấy cũng như là người phọt đẹp, cái đầu phải là ghen đúng không? Dạ. Xong rồi chồng em nói em mua đồ, khi mà mình giảm cân rồi, cái niềm vui của phụ nữ mà giảm cân rồi là chỉ muốn mặc những bộ đồ mà mình từng ao ước mình sẽ mặc vào thôi. Tức là em mua đồ hở vai, hở này, hở nọ, váy ngắn các thứ. Lại bảo là em đi đâu, làm gì, đi làm mà ăn bận vậy đó hả? Đi chơi với bạn mà vậy đó hả? Đi ra đường cho trai nó dòm hay Rồi sao rồi, chắc cất đồ luôn hả? Dạ xong rồi, cái sau này thì em muốn mua quần áo, em muốn mua cái gì là nếu mà em coi livestream em chụp màn hình lại, cái em báo cáo là em mua đồ này được không? Cái ok em mua được thì em được, em mua. Là còn... phải hỏi ý kiến của ảnh. Dạ đúng rồi. Chứ không về mặt rồi càm ràm nó mệt lắm. Đúng không?
Tới bây giờ vẫn vậy luôn. Là sau này là bắt đầu như vậy. Mới đây mới vậy chứ hồi lúc yêu là chưa. Dạ. Khi mà người bây ta giờ mới bắt đầu phọt đẹp. Phọt đẹp người ta mới mặc đồ hở. Thì bắt đầu mới ghen. Dạ. Cũng thuận theo tự nhiên mà em. Đâu gì trái tự nhiên đâu. Rồi giờ mong muốn Trí thay đổi điều gì thì em nghĩ là chồng em không cần phải thay đổi nhiều đâu, chỉ có mấy cái mà đừng có sao ta, em không có diễn tả sao hết, nhưng mà đôi lúc chồng em cứ lầm quá mọi thứ lên, kiểu như là tự biên tự dĩ xong rồi tự đau lòng. Biết tự diễn tự đau lòng. Dạ, cứ tự trách bản thân mình này nọ này kia, nhiều khi giống như hoàn cảnh dịch bệnh này nọ này kia kẹt khó khăn, anh cũng tự trách bản thân mình. Cái gì cũng tự trách mình hết á. Em muốn ảnh đừng có tự trách nhà mình như vậy. Có gì cứ nói chuyện với vợ, chia sẻ vợ đúng không? Dạ. Tức là sao, giống như một có một cái sự cố gì ở trong nhà hay là cái gì á, là tự cho là lỗi của bản thân hả? Dạ. Ví dụ đâu, ví dụ cụ thể coi chưa hiểu rồi nha. Dạ, giống như dịch bệnh như vậy nè, khó khăn nọ này kia, xong rồi cái kẹt tiền rồi gì đó đó, tại vì cả hai người đều mất việc, xong rồi cái chồng em lại bà tự trách bản thân là tại vì anh thế này, tại vì anh không đủ khả năng thế này, không đủ khả năng thế kia, anh buồn anh rầu, tại vì anh kiếm ít tiền cho nên vợ con anh mới như vậy, cho anh tự trách tự đau buồn. Hiểu rồi, nghe mình cũng thấy đau lòng đúng không? Dạ. Xong em nói là thì thôi giờ tình hình chung mà ai chào cũng vậy thôi, kệ đi anh ơi, sau này mình làm lại mấy hồi. Là mong muốn ổng, cưng mong muốn ổng là cái đó đó phải không? Dạ. Là đừng có tự nhận và nhận lỗi của bản thân mình, vô bản thân mình nữa. Em may mắn em gặp cô này cũng còn động viên em, chứ gặp bà vợ bà cũng bi lụy nữa, chắc nữa hai vợ chồng ngồi than á. Ngồi than, thằng nhỏ 2 tuổi ngồi đây ngồi nghe, lỗi của ba, lỗi của mẹ, không, lỗi của mẹ. Thằng nhỏ bí luôn. Rồi nói chung là sao ta, hai đứa đều có một cái một cái cần phải sửa, là giống như là vợ em mong muốn em điều đó là đúng á, biết sao. Cái dịch bệnh á nó ngộ lắm. Nó tấn công những người mà hay có những cái suy nghĩ mà bi quan á. Hơi tiêu cực. Đúng. Cho nên mình đừng có thèm suy nghĩ bi quan, vậy nó là cả thế giới rồi. Chứ không phải là riêng gì đất nước mình. Cho nên cứ vô tư đi, cứ vui vẻ đi, kệ nó, coi như sống chung với lũ đi, thì tự động mình đừng nghĩ tới nó, quên nó đi. Đó, mọi thứ luôn, chứ không phải riêng về dịch bệnh hay là cái gì. Công việc cũng vậy, nhiều khi không có tiền cũng vậy, các thứ này bỏ đi nha, đừng có suy nghĩ nữa. Dạ em rõ rồi đó. Còn em á thì cái vụ ghen, cái gì của mình là của mình đúng không? Cái gì của mình nó sẽ là của mình, không thể nào của người khác được. Tại vì em cứ sợ cứ mấy cái drama trên Facebook á, cái clip ngắn á, người ta cứ kiểu là chồng bỏ vợ bỏ con, xong mấy cái em ngồi em suy nghĩ đó, tiêu cực đó. Bởi vậy cũng tiêu cực nữa đó, hai đứa đều bị tiêu cực cái đó, bỏ không có suy nghĩ cái gì. Chị đã nói cái gì của mình nó sẽ là của mình. Bởi vì thôi cũng né coi phim bộ Hàn Quốc đi, vậy không á, thấy ông đàn ông nào cũng ngoại tình hết trơn trọi, mà đủ thứ để ngoại tình luôn á, riết cái mình bị lậm á, đừng có coi. Nhưng mà mình coi với một nhưng cái tâm lý, nhưng mà đôi đó. Lúc cái chồng em đổi, cái chồng em kêu là thôi em coi phim tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng xíu đi, cái em cũng coi xong cái em thấy cũng vợ thấy chồng nữa. Vợ chồng người ta vui vẻ, người ta cũng hạnh phúc, chồng lãng mạn ở này kia, cái em lại tủi thân. Trời, em mua tài khoản Netflix cho để coi phim khác, nhưng mà trời vẫn ơi, lựa đó. Coi trò chơi con mực đi. Dạ, coi cái đó là tụi em đã coi 2-3 lần cái phim đó. Rồi thôi, nói chung là bớt lại, cứ suy nghĩ những cái gì đó tích cực. Coi những cái phim vui, coi những cái tính hài. Mới nhỏ xíu à, suy nghĩ ba cái đó làm gì cho nó mệt. Còn bực quá đó, giở cái tay lên nhìn vô mặt ổng là thấy vui liền. Ổng kìa. Nghe. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần rất là hấp dẫn. Dạ.